Chào các bạn, hôm nay nhà mình lại khám phá một cái công viên quốc gia ở Mỹ. Công viên quốc gia này gọi là Everglades ở bang Florida. Thì đây là công viên quốc gia rất là đặc biệt vì cái diện tích của nó là đứng thứ 3 trong các công viên quốc gia ở Mỹ sau Yellowstone và sau Death Valley. Đây nó đặc biệt ở một cái là nó là một cái khu rừng gọi là khu sinh thái ngập mặn. Thì có rất nhiều động vật rồi là cây kiếc rất là khác mà nó chỉ duy nhất ở đây trong nước Mỹ thôi. Mời các bạn cùng khám phá với nhà mình nhé. Đây là cái đường đi ở trong cái công viên quốc gia các bạn ạ. Đây cái khung cảnh rất là lạ, chưa giờ mình chơi đi thấy cái cảnh kiểu như này, là hai bên này cái rừng kiểu như là không phải rừng mà cái đồng kiểu cỏ ngập mặn ấy. Đây là đều đầm lầy hết này này. Đấy thì ở đây là sau ngoài cá sấu và các loại chim chiếc có sống rất là nhiều. Như mình liên tưởng kiểu các vùng ngập mặn của đất rừng phương Nam nhà mình này. Đấy, cả một cái này đi trong công viên như này, một cảnh rất là... Đây, bây giờ là đúng 10 rưỡi, nhà mình đến kịp một cái tour của Ranger, những cái nhân viên ở trong park này này. Thì thường đi những công viên quốc gia ấy, mình nên đi theo những cái tour người ta sẽ hướng dẫn, người ta sẽ nói chuyện cho mình xem biết là cái công viên này có đặc điểm gì. Đây là cô này, là hôm nay là cô phụ trách hôm nay đây, mình đang chờ chuẩn bị đi. Đây mình bắt đầu đi cái tour đây. Thì cô hướng dẫn mình đi theo cái đường trail ở đường Ahinger. Mình sẽ đi dọc cái trail này, mình khám phá một công viên như này. Cái công viên này thì nó không gọi là hoành tráng như các công viên khác ở phía Tây, mà nó đặc biệt là bởi vì là những cái quần thể động vật và sinh vật ở đây. Ví dụ như là cá sấu rồi, rồi cây hiếc như này này. Đây này các bạn này, bình thường ấy cô ấy bảo là khi mà nói đến Everglades này thì mọi người tưởng tượng nó là cái đầm lầy, nhưng thực ra là hoàn toàn không phải đầm lầy, vì điểm khác của đây rất là gì, nước ở đây rất là trong. Nước ở đây là một cái quần thể sinh thái gọi là vùng ẩm nước, chứ không phải là wetland, chứ không phải là swamp. Đấy, nó chỉ này, cá này. Đấy, dưới này có rất nhiều loại cá kiếc sống ở dưới này. Cô đi, cô kể cho mình cái story. Đấy, những cái mà cái điểm nhấn của cái công viên này. Ở đây này, đây này, ô con cá kìa. That's the fish, yeah, two of them. Đây này, đấy, đấy, cá này. Cá nước rất trong, cho nhìn rõ cá bơi dưới luôn á. Wow. Đây này, Navia nhìn đây này, bỏ ra, đây này, hai con này. Nhìn bằng cái kính này mới rõ này. Đây này, hai con kia đang bơi dưới kìa. Đấy, đúng không? Cái kia con kia nó bơi dưới đáy này, nước có trong thế cơ mà. Nhiệt độ ấy đúng kiểu nhiệt độ ẩm, rồi nhìn toát mồ hôi này. Nhấp nháp đúng không? Đây này, cây này đẹp như kiểu cây hoa súng. Nhìn thấy chưa? Đang tìm con rùa. Cảm hội đang tìm rùa. Đấy, vừa đi vừa chỉ ngắm này. Đấy, cái động vật này có một cái con rùa ở dưới này, nhưng như chưa nhìn thấy đâu. Wow. Rất vui trông. Nhiều cá, nhiều cá ngoại lai. Cá gợi đúng không? Vừa biển vừa kiểu sông này. Những con cá này gọi là cá ngoại lai. Ngoại lai à? Exotic này. Làm hại cho con cá địa phương. Đây này. Nó bơi này. Rất nhiều trong vắt luôn. Đấy, cô ấy bảo là cái nước ở đây này nó rất là trong. Bởi có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nước nó từ lòng đất lên, nó từ những cái đá ở dưới, đá ngầm nó lên. Và thứ hai là gì? Những cái cây này, những cây bụi cỏ lau này nó lọc nó rất là trong. Nhìn thấy cá bơi rõ ràng ở dưới này, đúng không? Wow, rất là đặc biệt. Rất chăm chỉ cũng như xem có con động vật nào không. Đấy, cô bảo là gì ở đây này, cá sấu nó có sống rất là nhiều, nhưng mà trong những hôm nóng như này này thì cá sấu nó sợ nóng, cho nên nó sẽ vùi mình xuống nước và vùi mình xuống bùn, nên mình không thấy nó nhiều, khả năng mình gặp nó rất là thấp. Là vì ạ, nó nóng quá nó giống mình ấy, nó sợ nóng nó phải chui xuống bùn. Nhiệt tình như cái động vật này. Đây. Tưởng nó đầm lầy nhưng mà không, nước rất là trong, không kiểu bùn lầy như kia.
Ông con chuột chấu, chuột chấu đây các bạn. Một con chuột chấu này không ngon. Cô ấy bảo cái thịt này không ngon, cá kia tất cả mọi người không có nào ăn cả, nên nó sống như này. Nên cái màu của nó rất đặc trưng. Đây này, cái hệ sinh thái nó rất là phong phú này. Này các bạn nhìn này, cái quả này, không có quả gì, nửa giống quả xoài, nửa giống quả táo luôn này, rất nhiều nhiều quả luôn. Này. Đấy, cô ấy bảo là cái công viên này ấy, thì nó không đặc biệt ở cái vẻ bên ngoài, vẻ bên trên của nó không đặc biệt như là Grand Canyon, những các núi nước ở bên phía Tây. Nhưng mà nó đặc biệt ở cái lòng đất của nó các bạn ạ. Ở dưới lòng đất này ấy, cả một cái khu vực này là toàn cái khu vực đá vôi ở dưới. Cho nên nó lọc hết tất cả các nước lên, thì nước nó rất là sạch. Đấy, thì nó làm nên cái vẻ đặc biệt ở đây, nó ẩn giấu bên trong. Mình nghe mình mới biết, lúc đầu thì mình thấy cái này, nhiều khi mình đến đây, khi mà đi ở phía Tây rồi thì đi ở đây thì thấy rất là bình thường. Nhưng mà nó đặc biệt nhiều cái là cái tự nhiên của nó khác nhau. Ở Mỹ thì lại trân trọng cái đấy. Wow. Đấy. So this is our nest over here. Đấy. Các bạn ơi, đây là chính là cái ổ của nó này. Rồi con mẹ nó nằm ngay dưới kìa các bạn nhỉ. Thấy không? Đấy, thấy không? Cô bảo trong ngày ấy, bọn này nó chả làm gì cả, nó chỉ nằm yên như này để tiết kiệm năng lượng. Rồi đến tối đêm nó bắt đầu bò ra nó săn mồi các bạn. Khung cảnh rất là đẹp các bạn, giống như kiểu đúng là miền nhiệt đới của mình. Rất là tropical, rất là đấy, coi như là mọi người rất là hứng khi xem được một cái động vật trong tự nhiên. Thực ra thì con bé ba, con rùa này thì ở ngoài mình cũng nhìn thấy rồi đúng không? Nhưng mà với người Tây hoặc là ở nhìn thấy trong tự nhiên, trong cái môi trường thì công viên quốc gia này rất là thú vị. Vật nữa các bạn ạ. Đấy, chả biết cái cây gì, quả gì đâu. Nhưng mà dưới này thì rất là dễ thương. Đấy, là nhà của bao nhiêu là động vật sinh sống. Mọi người sẽ đi dạo quanh quanh cái hồ sen này thôi, đúng không? Như kiểu hồ hoa súng ấy. Đấy, đi dạo một vòng, nó làm cái trailer này thì cũng khá là mát này. Đấy, để cho khách du lịch đi vòng vòng quanh đây. Đây thì họ cũng nói thêm cái hệ sinh thái ở đây cho mình nhìn, cũng như là giấy cá nè. And believe it or not, every time we make it to this little area, we've done about a half a mile in almost an hour. Thank you for being out here in solidarity. Đây là cái địa điểm này, mình có thể thấy cái sự phong phú của thiên nhiên, của môi trường sinh thái ở đây này. Ở bên này là những cái cây đúng không? Ở bên này, bạn đi sang bên này một phát lại là một bên này là cỏ. Đấy, một cái cánh đồng nó rất là khác nhau. Trong một cái công viên có hai hệ sinh thái. Cô ấy bảo là ở đây có hai hệ sinh thái. Là một hệ là nước của nước ngọt và nước mặn. Hai cái giống nhau. Đấy, thì các bạn, cô bảo một cái đặc biệt đấy là gì các bạn? Ở một nơi mà cô có thể nhìn thấy loại cá sấu, loại crowned và loại alligator cùng một chỗ. Nó đặc biệt ở cái điểm đấy. À, nhìn phong cảnh thích ghê. Nó rất là tuyệt vời. Đây, khi mà đến cái National Park ấy, thì mình sẽ thăm cái trung tâm Visitor Center trước. Ở trong này thì có rất nhiều thứ, nó có trình gọi là present lại, tụi họ thể hiện lại cái gọi lịch sử, cái những điểm đặc trưng của cái vùng này, của công viên này. Đây này, ví dụ như thế này này. Đây là công viên này, đặc trưng của cái hệ sinh thái rất là phong phú, có rất nhiều loại động vật, nước ngọt và nước mặn pha với nhau, động vật nó sống rất là nhiều. Đây này, nó nổi tiếng ở đây là gì, là cái hệ động vật phong phú các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy chưa, đây này, ở trên là cái nước ngọt này, ở dưới lại là nước biển, hai cái này nó giao nhau, nó làm nên một cái hệ sinh thái cực kỳ đặc sắc. Các bạn thấy các loại động vật chưa, đây loại cá sấu có này, loại cá mante có này, đấy, các loại cá đặc biệt có này, xong ở trên này là loại động vật ở bên trong đất liền. Một sự giao thoa giữa hai cái hệ sinh thái với nhau, nó tạo nên sự đặc biệt mà không có công viên nào nó như này cả. Tuyệt vời. Wow.
Everglades. Congratulations. You guys are official now. Oh. There you go. I'm gonna sign it right here for you guys. Okay? Okay. Okay. Thank you. Thank you guys. Bye. Thank you. Bye. Đưa lại xem nào. Wow. Thật chừng hết nhỉ. Một cái loại khác nha. Wow. Hai đứa làm chung được. Lần này lãi ha. Trong tiếng Anh thì có cái từ con cá sấu ấy, mình thì gọi chung cá sấu thôi, gọi alligator này. Và con crocodile nữa. Crocodile thì răng nó hở các bạn này. Đấy. Con này mồm nó ngậm kín vào. Đấy, và nó cũng sẽ khác nhau một vài cái điểm ấy. Về hàm, miếc các thứ rồi lấy. Thế đây ngài sẽ triển lãm cho mình xem con cái da này. Đấy. Rồi trứng nhá. Đấy, trứng sẽ sờ được. Nó cũng không to như con vịt các bạn. Dài dài trong tuôn thôi. Đây là cái tổ con alligator, cá sấu các bạn. Đấy lý do tại sao bắt này nó cứ đùn 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 cái độ lên này. Và cái cô kia cô nhìn phát cô biết ngay. Đấy, bên trong là trứng của nó. Chờ. À, phân biệt được luôn đấy hả? Ở cái răng này đó. Cái răng này nó nhọn không? Cái răng này nó nhọn hơn. 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 Sẽ đi vào quán này ăn thịt thử cả thịt cá sấu nhá. Thịt cá sấu thì nó nghe nó cũng như thịt gà thôi. Wow, best burger in town. Đây bán $1 một quả mango. Mình mua luôn một quả mango ở đây nhé. Local nhá. Wow. Mình ra ngoài chợ. Lên cái mặt bố mày. Mặt mình luôn. Ui, juicy, nó nướng tại chỗ này, ngon này. Ngon thật đấy. Hôm nay mình định đi ăn cái quán này, quán Gutter Grill, cá sấu. Thì cá sấu nướng. Rất tiếc là hết cá sấu. Ăn hamburger. Ăn thịt bò thường thôi à. Một cái to vật vã luôn này. Đấy. Giờ các bạn chia nhau ăn nào. Rất là sợ chuyên. Ngon không con? Được không? Anh sẽ ui chồng. To hơn mặt của anh chàng luôn. Cái nước này bị sái quay hàm bây giờ. Ồ, đấy. Ngon không con? Ngon, nhìn cái thịt nó chắc này, thơm rồi. Ui giời. Làm cái nữa. Là thịt bò à? Ê, ăn đi. Ăn này cho em ăn đi. Bánh chậm. bằng mặt là vi luôn đi chị. Cô đó rồi. Đây cô ra đây. Xin mời. Đây là bún mở đây chưa? Ừ. Xem là vi à, là vi xem mà. Ôi cầm. Cái miếng vỏ của nó bé tí, mỏng dính nhỉ. Thịt đầy hơn vỏ ha. Rồi. Đâu con? Đây đang trên đường đi di chuyển trong công viên thì mình gặp một cái quán này rất là hay. Một cái Robots here là cái tạp gọi là tạp hoa quả, sạp hoa quả bên đường này. Rất là nhiều thứ hoa quả nhiệt đới. Bán cả hoa quả cả ăn trưa ăn trước. Đây. Đây xem này, nhiều đây. Hồng xiêm. Hồng xiêm luôn à? Ôi hồng xiêm này mà to này á. Hồng xiêm ạ. Wow. Đấy hoa quả nhiệt đới na kìa em kìa. Sugar apples, na. Oh yeah, na. Oh, papaya này, chuối này. Trông như đang ở Philippines nhỉ. Mết đi kìa. Ờ đấy. Ôi. Đây là quả trứng gà này. Quả trứng gà. À, quả trứng gà đây. Yeah. Mít này. Mít này đắt thế nhỉ? Mít này gọi là du lịch rồi. Đúng rồi. Mít này mít chém du lịch rồi. Ở Atlanta mình có chưa đến một đô đúng không? Ở đây 2.5 xem nó vui thôi. Ở đây nói thật. Tourist đúng không? Tourist. Đấy. Đắt mấy cả. Đắt đúng không? À. Đây ông kia là ông chủ đây, chắc phải đây. Xem tí cho không khí này. Đây này na nữa các thứ này. À. Mè. Avocado to thế nhỉ? Ồ. Ồ, rất nhiều thứ hay, hoa quả xanh các thứ này. Ồ. Ồ, rất nhiều rồi. Thành hàng tạp hóa luôn các bạn. Cái gì vậy? Xa xa.
5 đô một bao, nặng lắm đấy, một quả 5 đô. Ờ, đấy là tourist rồi, tourist rồi, đi. Tourist đi. Em biết cho mình tham quan cho vui đi. Đúng không? Thế. Nhưng mà hay phết nhỉ, rất nhiều hoa quả, chính ở quanh vùng này nhiều hoa quả kiểu này. Mấy hôm nữa mình đi qua farm Việt Nam mình xem. Đi. Đây, ngay cạnh cái công viên quốc gia đấy là có cái vườn trái cây của người Việt mình. Trông hấp dẫn không? Rất nhiều. Ôi, bao nhiêu tiền một bao vậy? Hả? Ôi, bao tiền một bao vậy? Ở đó, ở đó 200. Ôi, ai đủ lên đây? Ở đó thì thùng 20 đồng 20 pound, mà pound thì 2 đồng. Dạ, dạ. Mà ở đó thì thùng 30 đồng 10 pound ở đó. Ôi, nó ngon hơn. People, people thì người ta thường ở đỏ, mà nhưng mà người này nó mềm hơn ở trắng. Ở trắng thì nó giòn hơn. Đúng rồi. Dạ, dạ. Mà nó không ngọt bằng ở đỏ vậy thôi. Dạ, chôm chôm 18 đồng. Rồi em có nhãn nữa. Chôm chôm. Roi à? Có roi. Mít. Thấy là kiểu cây mít. Mít. Thế là nó tùy theo mùa đúng không? Mùa này rồi, có những cái loại này thôi đúng không? Đúng. Hết mùa vải với cả nhãn rồi chị. Nhãn em có. Nhãn không? Chị lấy nhãn thì nhãn nó ngon. Còn đấy. Chắc cái này. Xấu. Giống hề. Bao tiền một bao? 120 đô một thùng nhãn nhưng mà nhiều lắm. Ăn nhãn lúc mà nhãn thấy. Mua tí thôi, mua tí ăn cho vui ăn được. Đó. Đó. Nhãn họ trồng ở đây luôn đấy nhờ. Đây, chiến lợi phẩm đây, nhãn và mãng cầu à, đúng không? Người Việt nhà rất là xôn tụ, rất vui vẻ. Vui vì rất nhiều bà con. Tìm tươi, tìm tươi đi. Đâu có phải ở đây không có biển hiệu gì cả mà cứ vào. May có Google Maps thì chào to đôi này. Nói dần dân Việt mình vào nhỉ. Mình vào đây. Rất đông vui. Đấy. Ở đây người ta uống nước mía để mua đồ đi. Ai à, mình cũng góp phần ủng hộ địa phương vì không biết đất rẻ nhà thôi rồi giải quyết tí cho vui. Mua cái chùm nhãn này với lại cái này là ngon này. À, mãng cầu đúng không nhỉ? Gọi đây quả gì? Quả này gọi là quả măng cụt. Măng cụt ở đây đây đây. Này, kia nhìn thấy có ở mít kìa, à, mít trên cây luôn kìa. Đây. Thôi đi đấy, đây là mít vườn đây này, đây gọi là mít vườn đấy, đây này, hay sợ của mít cho biết của mít vườn. Đấy. Ở trồng như này là chín bán luôn, rất tiện. Còn này sắp chín rồi này. À, sắp rồi nhỉ, sắp bật được rồi này. Đấy. Mấy con. Đấy, thì trong này có cả một cái vườn trong ngoài đây này. Cái mùa này là một bích một xoài đó. À, thế à. Cây này, cái rừng trong này. Thôi đi, tiếp tục cũng được. Chiều ra đây là người ta có hết hàng ấy. Ờ, hết rồi. Một trong những cái trải nghiệm mà không thể bỏ qua khi đến cái công viên quốc gia Everglades này là đi thuyền airboat, tức là đi thuyền mà bằng gió để dạo trên cái đầm lầy ấy, mặt đầm lầy đấy. Bây giờ mình mời các bạn cùng theo nhà mình nhá. Đây này, thì mình đang đi ở một cái chỗ gọi là Coopertown, là một cái địa điểm mà họ tổ chức những cái tour đi airboat này này, từ đầu tiên ở đây từ 76 năm trước đấy, từ những năm 1945. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đây nhá. Đây, mình mua vé rồi mình vào. Đây. Thì đây này, các bạn kìa, nhìn kia là những cái thuyền của nó này. Đấy, bây giờ mình sẽ vào mình xem nhau nhá. Đây là chính là cái airboat này các bạn này, nó chạy, nó nguyên lý chạy của nó rất là hay là chạy bằng cái quạt đằng sau. Đây này. Bởi vì làm sao các bạn biết không? Bởi cái vùng đầm lầy này này thì nước nó rất là nông mà nó nhiều động vật nó sống ngay ở dưới này. Cá kiếp nó bơi ngay như thế này, cho nên là nếu mà mình chạy bằng cái động cơ ấy, động cơ mà như thuyền bình thường ấy thì nó sẽ hỏng. Nó làm phá hại môi trường. Cho nên họ chuyên họ chạy bằng cái quạt này để nó thổi gió vào đằng sau để nó không làm hại dưới mặt nước. Đây này, ví dụ cái mặt nước còn rất là nhiều cá kết này, những cái động vật nó bơi dưới này này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thì nó là một cái đặc trưng rất riêng của cái vùng như thế này. Ở đây có cá sấu nhỏ đúng không? Wow! Đây này, nằm ở này. Hai con kìa, nằm im nhỉ? Nằm rất là yên tĩnh ở trong này các bạn. Nó không cắn đâu, nó ở trong đấy đúng sao cắn được mình đúng không? I can get the mail on the corner. Sure, mình vào trước đi. You guys can spread out evenly across this last row. It's all you guys, okay? Thank you. No problem.
Đây nhà mình được một cái hàng ở đây. Ngồi lên cho mọi người. All right, I'll be right back with the kids headphones, okay? Kids need headphones. Give me one second. Đây là ngồi lên thuyền chuẩn bị chờ xuất phát này. Nóng mà. Trên cũng nóng, dưới cũng nóng luôn. Đây này, xong mình sẽ chạy dọc cái hàng kênh này như này này. Xuyên qua đây ha. Âm to, âm thanh to nên là phải cho cái này để cho nó trẻ con nó đỡ bị ấy. Yeah. Let's go. Mát rồi này. Mát, đi bắt đầu mát mà. Đây là cái điểm dừng chân này các bạn nhé. Nước rất là nông luôn các bạn. One mile per day. From Lake Okeechobee down to the Florida Bay. It is 100 miles long. 50. Đây quanh đây có những cây rất là nhiều những cây này. Cây nó có quả nên hoa quả này không ăn được đâu. Vậy là nhà mình đã dành chọn một ngày khám phá công viên Everglades này. Sáng thì mình đi theo Ranger để họ hướng dẫn mình xem là cái hệ sinh thái. Chiều thì mình trải nghiệm đi airboat ở trên dọc cái cảng của khu rộng như này. Nó một trải nghiệm rất là khác so với các công viên quốc gia khác. Nếu mà có dịp các bạn nên khám phá nha. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhà Sakura. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhà mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.